Chào cậu, video tuần này sẽ là một video ngắn thôi để chuẩn bị cho một mùa học tập mới thật là hiệu quả. Nếu cậu vừa hoàn thành kỳ thi vượt vũ môn thì xin chúc mừng cậu nha. Nhớ ăn no phê phỡn và ngủ thật nhiều để bù đắp lại thời gian vất vả vừa qua nhé. Sau đây tớ sẽ giới thiệu một số app điện thoại, website và các YouTube channel đã phục vụ tớ vào việc học mà tớ nghĩ là chắc chắn sẽ có ích cho cả cậu nữa. Các app hôm nay mà tớ giới thiệu đều có trên cả Apple Store và Google Play. Tớ không dùng iPhone của tớ nhiều vì nó chỉ có 16GB thôi nên về cơ bản iPhone 6 của tớ nó là một cái iPod. Tuy nhiên tớ có một cái máy tính bảng nên gần như các app của tớ đều ở trên này cả. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu video thôi. Để tăng cường sự tập trung và giảm thời lượng screen time thì tớ sử dụng đến Forest, Study Bunny hoặc là Flip. Tớ đã dùng qua cả ba cái app này nhưng mà tớ sẽ nhắc đến hai thôi, đó là Forest và Study Bunny. Hiện tại thì tớ đang dùng app Forest vì tớ rất thích sự đơn giản của nó. Với app này thì cậu sẽ được trồng cây và nhận được các đồng tiền để mua thêm cây mới về. Tớ mới mua được hoa hướng dương về trồng nè. Điều tớ thích ở app Forest đó chính là nó có tính năng block các app không phục vụ việc học trong thời gian trồng cây. Đồng nghĩa với việc là cậu có thể thoát app ra để tra từ điển, nhưng mà cậu không thể mở mạng xã hội lên để lướt. Nếu không thì cái cây của cậu sẽ ngủm củ tỏi và sẽ để lại một cái màu nâu giữa vườn màu cây xanh đấy. Một điều nữa tớ thích ở app Forest đó chính là với số tiền mà cậu kiếm được từ việc tập trung học và không sử dụng điện thoại thì cậu có thể trồng một cây xanh thật sự ở ngoài đời luôn. Bên cạnh đó thì tớ sử dụng app Forest kể cả khi tớ không học để hạn chế thời lượng screen time của tớ nữa đó. Cái app tiếp theo mà tớ muốn nói đến đó chính là Study Bunny. Tớ đã sử dụng cái app này trong cả tháng 6 để đánh dấu thời gian học của tớ mỗi ngày. Tháng 6 là thời gian mà tớ ôn thi nên là cậu có thể thấy tớ học khoảng từ 8 đến 10 tiếng một ngày. Đây là một cái app thực sự rất là đáng yêu. Cậu sẽ được cho một chú thỏ để nuôi và em sẽ cùng cậu đọc sách hay là tăng cường tập trung. Thời gian tập trung càng lâu thì số lượng xu cậu nhận được càng nhiều và em sẽ càng mua được nhiều quần áo mới để thay. Có điều với Study Bunny thì cậu lại có thể thoát app khi học mà không khiến lượng thời gian bị ảnh hưởng. Cũng không có chức năng để block app, vậy nên là có thể bị mất tập trung. Tớ đã bị như thế nên là tớ đã chuyển sang sử dụng Forest 100% rồi. Bên cạnh đó thì tớ cũng sử dụng âm thanh và các bản nhạc nhẹ để tạo không gian thích hợp cho việc học. Tớ có để link YouTube playlist mà tớ hay nghe ở phía dưới description để các cậu có thể tham khảo. À, tớ là một Hufflepuff nên là trong playlist của tớ chắc chắn đã phải có Hufflepuff Common Room rồi. Cậu thuộc nhà Hogwarts nào thế? Comment ở dưới cho tớ biết với nhá. Tiếp theo là các app phục vụ cho việc học. Đầu tiên phải kể đến đó là Memrise. Tớ thực sự bị ấn tượng bởi cách Memrise giúp tớ ghi nhớ và sử dụng từ vựng. Các từ vựng tớ học không hề bị rơi vào quên lãng cho dù đã qua một khoảng thời gian dài không sử dụng. Và có lười đến mức nào đi chăng nữa thì tớ vẫn nhớ được từng từ mới mà tớ đã học. Các từ mới tớ học sẽ được kiểm tra lặp đi lặp lại liên tục để đưa từ mới vào vùng ghi nhớ lâu dài của não bộ. Memrise cũng là một app miễn phí luôn. Các cậu đang học ngoại ngữ thì đừng chần chừ mà hãy cho Memrise một cơ hội nhé. Với một đứa học tiếng Hàn như tớ thì không thể nào bỏ qua Naver Dictionary rồi. Đây là từ điển chính quy, vậy nên là cậu có thể tra từ vựng trên này mà không phải lo lắng về độ xác thực của từ. Chưa kể là Naver Dictionary có mục Translate để giúp cậu dịch đơn giản nữa. Ngoài việc tra nghĩa của từ thì từ điển cũng sẽ đưa ra các ví dụ thực tế được tìm thấy trong các show truyền hình Hàn để cậu hình dung cách sử dụng của từ đó. Tiếp theo là một website, thế nhưng mà nó ở trong khu vực học tiếng, thế nên là tớ sẽ nói luôn. Đó chính là howtostudykorean.com. Tớ đã nhắc đến trang web học tiếng Hàn này ở video trước rồi và tớ thực sự thấy biết ơn vì tớ đã tìm thấy nó. Với How to Study Korean thì tớ có thể học nâng cao theo trình độ với từng lời giải thích cực kỳ chi tiết. Không chỉ đưa thông tin về ngôn ngữ mà tác giả còn kèm theo các thông tin về văn hóa ở Hàn cực kỳ thú vị mà tớ chưa biết đến. Trang web này thì hoàn toàn free, trừ khi cậu download sách bài tập thôi, còn lại thì cậu không tốn một xu nào cho trang web này hết. App tiếp theo mà tớ muốn giới thiệu đó chính là Power Thesaurus. Đây là một dạng từ điển đồng nghĩa, tiếng Anh cực kỳ hữu dụng cho các bạn đang ôn thi IELTS, thi TOEFL hay là để nâng cao vốn từ vựng. Sinh viên đại học chúng mình mà phải viết luận bằng tiếng Anh cũng nên có Power Thesaurus trong máy để tránh lặp lại từ trong bài viết của mình nhé. Ngoài cái app này ra thì thesaurus.com cũng là một dạng công cụ khá là hữu dụng.
Tuy nhiên, tớ thấy rằng số lượng từ mà thesaurus.com đưa ra không đa dạng bằng Power Thesaurus nên là tớ đã chuyển sang sử dụng Power Thesaurus luôn. Là sinh viên đại học thì không thể nào tránh khỏi việc viết luận rồi, mà chưa kể lại còn cực kỳ nhức đầu vì ngữ pháp lộn tục vèo hay là viết sai chính tả đó chứ. Vì thế tớ luôn sử dụng Grammarly khi viết luận hay viết bất cứ văn bản nghiêm chỉnh cần sự chính xác cao. Grammarly sẽ túm được các lỗi chính tả hay những lỗi ngữ pháp cơ bản để giúp đỡ cậu với các phiền toái khi viết lách. Grammarly cũng có chức năng chọn người đọc, nghĩa là nó sẽ hỗ trợ cậu với giọng văn và giúp cậu lựa chọn từ ngữ làm sao cho thuyết phục nhất. Đối với tớ thì việc học tập hiệu quả gắn liền với một sức khỏe tốt và việc ngủ đủ cũng không kém phần quan trọng. Khi ngủ đủ lượng thời gian cần thiết, cơ thể sẽ vận hành một cách trơn tru nhất và cậu sẽ nhận thấy sự khác biệt không chỉ trong học tập mà còn ở mood của cậu cũng không đu dây lên xuống như tắc răng nữa đâu. Vì thế tớ sử dụng Sleep Town để nhắc nhở tớ về giờ ngủ. Cái app này sẽ giúp cậu xây nhà trong lúc ngủ và kiếm xu để cậu tự xây dựng cho mình hẳn một thành phố, y như chơi game luôn. Tớ rất thích giữ cho điện thoại và máy tính của mình ở trạng thái tối giản nhất có thể. Vậy nên tớ đã không sử dụng nhiều app, tớ chỉ cố gắng sử dụng những app mà tớ tin chắc rằng là thực sự cần thiết. Nếu cậu thấy một trong những ứng dụng này có thể khiến cuộc sống học sinh sinh viên của cậu dễ dàng hơn thì đừng ngần ngại mà download về dùng thử nhé. Nếu cậu thích video này đừng quên gửi cho tớ một nút like và subscribe, nhấn cái chuông cửa nhỏ nhỏ ở bên cạnh để cô chủ nhà gửi cho cậu video hàng tuần nhé. Video tuần tới sẽ hứa hẹn là một video cực kỳ hữu dụng cho các cậu đang lướt mạng xã hội đấy nha. Cảm ơn các cậu đã xem video này. Tặng các cậu một bông hoa. Tạm biệt. Bye bye.